Đây, bên trái tới rồi nha. Rồi, xin mời hai bạn hãy mở mặt. Chào hai bạn. Dạ, chào chị. Bây giờ bạn trai giới thiệu trước nha. Rồi, những thông tin cá nhân của mình như thế nào? Dạ, xin chào tất cả ekip trường quay và chào chị Cát Tường. Hôm nay dạ, em rất hân hạnh là được đến đây. Em tên là Quỳnh Khởi Đạt, 40 tuổi. Em hiện đang làm công nhân công ty Fuji Moon Việt Nam. Là công ty làm về gì em? Dạ, chuyên về máy đóng gói bao bì. À, Đạt, sinh năm 80. Rồi còn mình? Chào chị Cát Tường và chào chương trình. Và mình chào bạn trai kế bên nha. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Trinh. Em nay là 32 tuổi. Em làm nhân viên kế toán tại Bình Dương. Tại Hữu Dầu 1, dạ. À, mình đang làm việc là sống ở Bình Dương luôn. Dạ đúng rồi. Bình Dương ở khúc nào? Em ở thành phố Hữu Dầu 1 á chị. Hữu Dầu 1, còn quê mình ở đâu cơ? Em sinh ra lớn lên làm việc tại Bình Dương luôn. Sinh ra lớn lên làm việc tại Bình Dương luôn. Mình đang sống với ai? Dạ hiện tại em sống với lại mẹ và gia đình của em gái. Có mấy chị em? Dạ có hai chị em. Hai chị em thôi, chưa ai lấy chồng hết. Gia đình của em gái là có chồng. À, gia đình em gái là có chồng rồi, có con rồi. Mình chị là chưa. Em thì có một bé gái rồi chị. À vậy hả? Rồi ok, một lát nữa chị sẽ khai thác kỹ hơn về cái chuyện tình duyên của mình nha. Rồi bên đây Đạt thì mình đang sống với ai? Em đang sống với ba mẹ. Ờ, nhà mình đông anh chị em không? Dạ, nhà em có 5 chị em. Thì tất cả đều đã có gia đình thôi, có em là chưa có. Em là thứ mấy? Dạ, em kế Úc. Kế Úc, quê mình ở đâu? Dạ, em thì hồi trước là sinh ra thành phố Hồ Chí Minh, sau này giờ về Bình Dương. Thì Bình Dương bây giờ là quê ngoại của em. Rồi hiện giờ đang sống ở Bình Dương? Ở Bình Dương luôn. Bình Dương đoạn nào? Ở gần Bixi, Di An. Cùng Bình Dương là mình tiện trong cái việc mà mình hẹn hò với nhau. Dạ đúng rồi. Ờ, nhưng mà cái em là quê gốc ở đâu? Gốc của em là ở quận 5. Là người Hoa? Dạ người Hoa. Gốc ba em là ở Bến Hàm Tử. À gốc em. Rồi bây giờ hiện tại là sao mà từ quận 5 mà xuống tới Bình Dương? Hồi xưa thì làm ăn không có được như ý muốn á, rồi mới chuyển về Bình Dương. Rồi, biết nói tiếng Hoa không? Dạ, nghe cũng thoang thoảng thôi. À nghe thoang thoảng thôi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Đạt? Dạ điểm mạnh của em thì em rất là siêng năng, em làm việc coi như là trọn vẹn, còn với lại cũng là vui vẻ với mọi người. Còn điểm yếu của em thì hơi gục ghẻ ít nói. Còn mình thì sao, điểm mạnh điểm yếu là gì cơ? Điểm mạnh điểm yếu của em cũng liên quan đến cái công việc hiện tại em đang làm. Là một kế toán thì nó cần phải sự cẩn thận kỹ mỹ, làm việc là em là tập trung hết để em hoàn thành công việc của mình, giống như là mình mong muốn cái đạt cái độ hoàn mỹ cao nhất, thì cũng từ cái đó nó cũng dẫn đến là cái điểm yếu của mình luôn. Là mình cầu toàn quá. Rồi bây giờ vô cái chi tiết, hồi nãy em nói là mình có một bé gái hả? Dạ. À, năm nay mấy cháu mấy tuổi? Dạ bé nay 4 tuổi. Bé nay 4 tuổi, sống với em luôn hay là? Dạ sống với em. À, rồi là mình đã kết hôn lần nào chưa? Em đã có đám cưới, đã làm dâu, có con, nhưng mà em chưa có được cái tờ giấy đăng ký kết hôn. À, là không có làm hôn thú, cho nên là cũng không có làm cái giấy ly hôn luôn. Cái về vấn đề ly hôn thì trong cái pháp luật nó có cái đảm bảo quyền lợi là xác nhận lên trên cái tờ giấy đó, không công nhận hai người này là vợ chồng. Thì tụi em vẫn ra tòa bình thường và tòa vẫn xác nhận cái vấn đề đó cho tụi em. Về làm dâu luôn rồi, sanh con luôn mà cũng không có giấy kết hôn. Thứ nhất là hai tụi em lấy nhau cũng là do vấn đề mai mối. Dạ thì cũng mình cũng lớn tuổi và mình cũng mong mình được ổn định về gia đình. Cái lý do riêng cá nhân của gia đình nhà chồng, họ hơi bị ích kỷ, cho nên họ tính toán cái điều gì đó cứ lần lửa họ hẹn. Ừ, cứ từ từ rồi mình làm giấy, tại vì hiện tại là đứa nào cũng đang bận công việc, chưa có thời gian sắp xếp. Hẹn từ lúc mà mình đám cưới tới lúc mà mình bé sinh ra luôn vẫn chưa có làm. Ra cái này cũng do em nữa, với nhà em nữa. Cái chuyện đi làm giấy đâu có tốn như thời gian đâu, có một buổi là đi ra làm giấy thôi mà. Dạ thì nói chung là cũng thời điểm đó là em cũng không có mạnh mẽ trong cái mình thông cảm cho người ta nhiều quá. Càng về sau khi mình làm mạnh cái vấn đề đó lên, mình yêu cầu là phải nhanh chóng làm giấy đi để khi con sinh ra nó có được cái tên cha tên mẹ đầy đủ với người khác. Thì họ hẹn xong rồi, khi mà mình làm dữ rồi khi họ mất hết luôn. Em về làm dâu bao lâu thì mới có cái rạn nứt giữa hai người? Em làm dâu 3 tháng rồi chị. Em về nhà mẹ em ở, tại vì cái cách sống của gia đình đó với lại em nó không có hợp. Con có mang họ cha không? Dạ không, mang họ em, tại vì ở trên khai sinh không có tên của cha. Và bên nội cũng không có tha thiết với đứa cháu luôn? Khi mà ra tòa thì họ biết là cháu của họ, nhưng mà họ lấy đầy đủ những
cái chứng cứ lý do, họ họ tìm mọi cách đó, mọi lý lẽ để họ chối bỏ cái trách nhiệm làm cha. Ví dụ như đơn cử như là họ nói lên, họ nói cái này không phải con của họ, không phải con của họ. Họ không nhận. Rồi khi mà nhờ đến sự can thiệp của cái y học hiện đại đó, thì họ lại chuẩn bị sẵn những cái giấy tờ chứng cứ là tôi không có năng lực để tôi nuôi con, không có năng lực để cấp dưỡng. Và câu chuyện này cách đây bao lâu rồi? Dạ thì cách đây 4 năm mà chị. Thì trong sau 4 năm qua em có tìm hiểu nguyên nhân là tại sao như vậy? Tại vì đã xảy ra bệnh đó rồi, em cũng không có mong muốn gì tìm hiểu. Tại vì người ta không có trân trọng mình, họ cũng không có trân trọng cái cốt nhục của họ. Thì em cũng không có việc gì em phải nhọc lòng để em tìm hiểu nguyên nhân hết á. Em đã có đứa con cho em rồi, thì em mừng lắm rồi chị. Từ hồi mà ra tòa đó tới nay đó, mình không dùng từ ly hôn, cũng chẳng biết dùng từ gì, nhưng dạ, mà ra tòa tới nay là không có liên lạc, không qua lại luôn. Dạ đúng rồi chị. Và em có biết là anh đó có vợ có khác chưa, đi đâu làm gì chưa? Em không có quan tâm. Không quan tâm luôn. Dạ. Tại vì chị đang thắc mắc là lý do gì mà người ta không có mục đích gì. Chứ nếu mà đã mai mối mà đã chấp nhận lấy nhau rồi đưa em về nhà làm dâu thì nó phải có một lý do gì mà ví dụ không ưa thì đâu có cưới, đúng không? Chị vẫn đang thắc mắc là một cái chị ở trong bà hàng xóm nhiều chuyện đi, là chị hơi bị vô duyên, là phải có cái lý do. Dạ. Chứ thí dụ như là anh đó đang chờ giấy tờ đi nước ngoài mà nếu bây giờ lấy em vô thì phải bổ sung giấy tờ cho em thì nó lâu, nó cản trở cái hồ sơ của anh đó ví dụ. Dạ. Hay là anh đó đang chờ đợi một cái gì đó nó ghê gớm hơn rồi lấy đỡ em, thí dụ vậy. Nhưng mà cái chuyện lấy đỡ còn đẻ con nữa, đem về nhà ra mắt quan viên hai họ nữa, thì chị nghĩ phải có lý do. Sợ là em không thể biết được, có thể là em có thể đoán. Đoán. Em đoán nhiều hướng thôi. Ví dụ như là chị nghe vài hướng cho chị nghe. Trong nhà thì có thể là anh đó là con trai duy nhất. Có nhiều người con gái thì người bác họ sẽ trọng nam khinh nữ hơn. Ý là đẻ con trai thì mới làm thú. Dạ đúng rồi. Tại vì trong một lần nói chuyện thì họ hay nói thì sanh vài đứa đi rồi làm không muộn. Nhưng mà nhà đó thấy có đông anh chị em không? Có 4 người con gái và 1 người con trai. Có mình chồng em á, cái chồng đó là có một mình chồng em là con trai thôi. Dạ. Cho nên là cũng là sợ để nói giỏi tông đường, tại thấy đẻ đứa con gái cho nên là thôi. Một hướng. Còn cái hướng đoán nào khác nữa không? Em thì em chỉ nghĩ khoảng cái hướng đó thôi. Còn cái hướng nữa thì có thể là cái người chồng đó họ không có cái chủ chính kiến ấy. Họ không có được cái lý lẽ hoặc là tình cảm để bảo vệ người vợ, người con của mình. Thì có thể mẹ không hài lòng thì người chồng cũng ok, không hài lòng theo. Nhưng mà lúc lấy nhau về nhà ở chung, em có cái xích mích gì, bất hòa, cái gây cãi gì với ba mẹ của anh đó không? Sùm lên thì không có. Nhưng mà cái ngầm thì em nghĩ chắc có mà em không biết. Ngầm thì có thể liên, em nghĩ chứ một hướng chính duy nhất có thể liên quan đến vấn đề tài chính thôi. Họ thì yêu cầu là em là nghỉ việc đi ở nhà để mà làm việc nhà. Ừ. Việc nhà cũng có xe, có cơ sở để mà kinh doanh á. Ừ. Thì nghỉ nhà đi thì em không đồng ý. Em vẫn đi làm. Em học hành ra thì em phải làm, em tự chủ tài chính của em. Rồi một hỏi một cái nữa, hồi em nói là mối quan hệ này do mai mối, là ai mai mối? Bà con xa của ba em. Người này cũng là bà con của họ luôn. Ừ. Thì mình nghĩ là họ cũng nhà cũng gần nhau, mình không có nghĩ là ở phía trong nó sẽ có nhiều vấn đề như vậy. Điều quan trọng là khi mai mối nhau á, là hai đứa đó, hai nhân vật chính á, hỏi thật là có tình cảm với nhau không? Thì cũng có cái thích nhau thì mới đồng ý. Đám cưới rồi mới có bầu hay là có bầu rồi mới đám cưới? Đám hỏi là có bầu. Đám hỏi là có bầu và cũng có thích nhau, thương nhau. Dạ đúng rồi. Cũng có tình cảm với nhau thì mới có thể mà đụng chạm thân xác hoặc là mà có với nhau được đứa con. Ừ. Rồi, nghe câu chuyện của bạn ấy thì em cảm nhận như thế nào? Có suy nghĩ của em là không hiểu tại sao để xảy ra cái vấn đề đau thương như vậy. Thật sự thì người phụ nữ thì cũng rất là khổ. Khi mà chia tay vậy người phụ nữ khổ lắm. Rồi em có ngại khi mình lấy một người vợ mà đã có con riêng trước đây thì em có ngại không? Theo em, nếu mà một người như vậy á, em có con riêng vậy đó, thì em nói thật sự là em không thể được. Lý do? Em nghĩ là gia đình em không đồng ý. Gia đình em không đồng ý. Đã từng ba mẹ em đã có từng chia sẻ chuyện dạ, này có từng rồi. Chia sẻ rồi. Ba mẹ em nói như thế nào? Và tùy ý nơi suy nghĩ của em thôi. Nếu mà lấy về là thế nào ba em cũng sẽ không có đồng ý. Còn tình trường của em thì như thế nào? Tình trường của em thì em thì hồi xưa thì đi học cũng có thương một người. Ừ. Rồi lúc em tỏ tình thì người đó từ chối. Ừ. Đó thì rồi từ chối đợt đó xong là bắt đầu là em cũng không có thương ai hết. Bao nhiêu lâu rồi không có bạn gái? Dạ cũng mười mấy năm. Mười mấy năm? Lý do gì không có bạn rồi, gái? Rồi em thì em muốn là có bạn gái thì ở gần mình.
thì dễ qua lại hơn. Chứ còn mà nếu mà có vợ ở xa thì em không có muốn như vậy. Dù có tiện bề chăm sóc gia đình nữa thì nó dễ. Rồi mười mấy năm nay là không có bất kỳ một cái mối quan hệ. Dạ không có một cái mối quan hệ nào. Em chỉ đi em chỉ có đi làm rồi đi về nhà vậy thôi. Em không có quan hệ. Cũng có nhiều người làm mai làm mối nhưng mà em không có chịu. Mối tình ngày xưa có sâu đậm lắm không? Dạ cũng không có sâu đậm lắm. Mà tại vì mình nói mình thích người đó thì người đó không thích mình. À, vậy là em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình trường. Ừ. Còn Jin, còn Jin. Đúng. Còn Jin. À, mọi người đều công nhận em còn Jin mà. Em không muốn lấy một người đã có con trước đó. Dạ. Hay không muốn lấy một người đã kết hôn trước đó. Hay không muốn lấy một người đã không còn trinh tiết trước đó. Ba cái đó khác nhau, em trả lời. Em không muốn lấy một người có con trước đó. Nếu như người đó có gia đình mà chưa có con. Nếu người đó có gia đình mà chưa có con được thì không? Có thể được. Lý do là em ngại về vấn đề con riêng, con đúng cái rồi. Với cái gia đình gọi là truyền thống của em thì không có vấn đề nữa, không phải. Không, chị nghĩ cái đây không phải truyền thống hay không truyền thống. 1 tỷ gia đình truyền thống người ta vẫn như vậy. Thậm chí luôn này nó nghiêm túc luôn nha. Chị đã từng làm mai mối có những chương trình nha. Hồi xưa giờ theo như chị biết, đây chị nói ngoài luôn, theo như chị biết là có những gia đình là nói về có đạo á, ly hôn rồi vẫn lấy nữa. Và khao người ta vẫn mong muốn là được làm lễ cưới ở trong nhà thờ. Có nghĩa là em đừng nói từ là gia đình truyền thống hay không truyền thống. Ở đây đó là suy nghĩ riêng của mỗi cá nhân. Chứ nó không phải là gia đình truyền thống. Tại vì có rất nhiều gia đình truyền thống người ta vẫn gãy đổ rồi vẫn bước tiếp. Chứ nói như em vậy, những người nào mà người ta lỡ gãy đổ một lần thì người ta sẽ không có cơ hội để tìm một nửa yêu thương của mình sao? Thiếu gì gia đình là rổ rác cạp lại. Thậm chí có những gia đình con anh, con em, con chúng ta, người ta vẫn có thể sống hạnh phúc. Mà có những người sống nhau, tại vì mình không nói trước được chuyện gì. Không ai chắc chắn được rằng khi đã lấy nhau, không ai nghĩ rằng mình sẽ ly hôn. Mình biết trước thế nào mình cũng ly hôn, lấy làm gì trời. Nhưng hiện tại em thấy rằng là tỷ lệ những người cặp đôi lấy nhau ly hôn rất cao. À, cái này tại vì em chưa có kinh nghiệm về tình trường. Chị chỉ muốn trao đổi thêm với em để cho nó biết đâu sau này. Bây giờ em vẫn nghĩ vậy, 10 năm nữa em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà có thể vài 3 năm nữa em lại có cái suy nghĩ khác. Hoặc là khi em là cái người rơi vào cái hoàn cảnh đó thì em mới hiểu và mới thông cảm cho người ta. Chị thì cái miệng chị không phải là chị nói, nhưng mà chị nói ví dụ em không thể nào chắc chắn 100% em lấy vợ và em sống được với họ tới trăng long đầu bạc đâu nha. Đúng đúng đúng. Rồi rủi lỡ như em cũng vô một cái trường hợp giống như vậy, rồi em không cho em có cơ hội nữa hả? Rồi ví dụ em có con nhỏ, rồi em không cho con em có cơ hội tìm một cái người mẹ kế khác để về chăm sóc con em nữa sao? Ví dụ như chị cũng có con riêng nè, chị vẫn luôn khao khát tìm một cái người chồng cho mình. Tại vì chưa có tìm được cái người yêu thương chị thôi. Chứ chị thấy rất là nhiều người sẵn sàng vào và người ta không ai ái ngại gì đến cái chuyện con cái của chị hết. Người ta chỉ quan trọng là hai cái người đó có thật lòng yêu thương nhau, có hợp với nhau hay không. Không lẽ vậy tất cả những single mom trên cuộc đời này toàn gặp gia đình truyền thống không rồi họ ở giá hết. Còn riêng về phía em cũng vậy, không có gì phải buồn hết. À, không có gì, chỉ biết cái những giọt nước mắt của em là em tủi thân cho cái câu chuyện của mình. Nhưng mà em thí dụ em bản thân em nhìn chị đi, chị cũng là một single mom, chị sống rất là vui vẻ, xung quanh chị rất là nhiều người muốn yêu thương chị, nhưng mà tại chị chưa chọn được cái người chị mong muốn thôi. Còn em trẻ hơn chị rất nhiều, cơ hội em còn rất là dài và chắc chắn sẽ có một cái người đàn ông mà họ đủ cái sự vững chãi và họ đủ cái sự rộng lượng và quan trọng là họ đủ cái sự chân thành yêu thương, thì lúc đó em sẽ dựa vào. Mà chị vẫn ủng hộ cái quan điểm của em là phụ nữ thì mình làm chủ về kinh tế của mình. Khi mình làm chủ được kinh tế của mình thì mình sẽ thoải mái và mình sẽ chủ động trong rất là nhiều việc. Em rất là đẹp gái, rất là dễ thương, nên mọi chuyện cái đó là mình chỉ nói thôi. Mỗi người một cái tư duy, mình không có thể nào mà mình phản đối người ta, nhưng mà mình suy nghĩ nó thoáng hơn. Em tên là Ngọc Hiếu, em ở Đồng Nai, hiện tại năm nay là em 33 tuổi. Công việc chính của em là trồng chuối, với lại chạy xe. Trồng chuối với cái gì ạ? Chạy xe. Chạy xe hả? Là mình chạy xe gì? Xe 4 chỗ, 7 chỗ, xe tải hay gì ạ? Dạ, em lái xe tải. Tải bao nhiêu tấn? Dạ, 1.4 tấn đến 1.9 tấn. Ừ, là mình đi cái này thì cái thời gian làm việc mình sao ạ? Mình thì công việc tối luôn. Dạ, công việc chính mình sáng thì mình đi tới xưởng đó, mình nhận xe rồi mình bốc vật liệu, xong mình chạy vô vườn chuối. Rồi mình chờ công nhân đóng chuối vô thùng, xong rồi mình chở hàng về xưởng lên công. À.
coi như là chạy xe tải này là chở chuối rồi đúng không? Dạ. À, là mình chở chuối thôi. Dạ. Đâu có rồi. Mình nói một chút điểm mạnh điểm yếu đi Hiếu ơi. Dạ, những điểm mạnh của em thì em làm thì công việc thì em luôn phấn đấu. Gì mà em cảm thấy khó quá mình làm không được thì mình cứ ngày nay không được thì ngày sau mình tìm cách để mình phấn đấu lên. Còn những điểm yếu của em dễ xúc động lắm. Ừ. Dạ. Rồi được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em được có một hai mối tình, nhưng mà Chia sẻ đi. người đầu tiên thì nói chung là cũng quen được có mấy hôm mà cảm thấy không hợp. Rồi sau này em đi nghĩa vụ quân sự ở ngoài đảo, rồi em về em đi được mấy năm, em về thì em có vô công ty em làm được thời gian thì em có quen một bạn nữ này, thì hai người tìm hiểu nhau cũng được khoảng gần năm á, thì dẫn đến hôn nhân. Thì người đó thì cũng đã có gia đình rồi, nhưng mà có hai đời chồng. Mới đầu tiên á thì em chỉ biết là có một đứa con trai thôi, 1 tuổi. Thì có tìm hiểu xong rồi hai người dẫn đến hôn nhân, rồi lấy nhau được khoảng 1 năm. Năm thì có em bé. Thì sau này cái khoảng sau này sanh xong rồi em mới biết là người đó còn hai người con trai nữa, hai người con trai lớn nữa. Em cũng sau này em mới biết thì em cũng không có nói gì hết á. Em bảo thì người ta quý em thì con nít mà, người ta quý mình thì mình thương chứ không có gì hết á, thì nó cũng đâu có tội tình gì đâu. Rồi bắt đầu là sau này cái hai vợ chồng em cứ làm rồi phấn đấu với nhau, rồi mua được miếng đất xây được cái nhà. Sau này Ừ, là em từng ly hôn rồi. Rồi con bây giờ là mấy đứa ở ở với ai? dạ hiện tại thì em có 2 cháu, một cháu 9 tuổi và một cháu 3 tuổi. Thì Ừ. mẹ nó bỏ đi lúc nói chung là cũng gần được 4 tháng, còn mấy ngày là được 4 tháng. Rồi ly hôn đồ làm sao? Dạ, là ly hôn xong thì vợ em bảo là tài sản của tao. Thì đó của tao tao lấy. Thì em mới bảo là bây giờ con á thì là em nuôi. Tại vì khi mà em biết được ra cái sự việc á thì em không cho quyền nuôi con. Bắt đầu em mới ly hôn, em lên trên tòa em làm đơn em ly hôn. Thì tài sản thì qua ngày hôm sau á em mới kêu người vô bán, thì người ta vô thì người ta trả có một giá, một là em bán luôn, là em cho hết, bán hết nhà em cho, xong rồi xe thì em cũng cho luôn, ba bố con em đi, em xuống em mướn nhà trọ em ở. Cái lúc mà tại vì cái đứa con lớn của em á biết được mẹ nó như vậy á, thì có gọi điện cho em, xong rồi em về thì nó mới kể cho em nghe, thì mẹ nó đánh nó, tại vì nó mới còn bé quá mà để cho nó nhìn thấy. Ừ. Sau này Rồi. Ừ, ok, bây giờ mình muốn tìm một người như thế nào ha Hiếu ơi? dạ cũng biết đồng cảm với em á, về nói chung là công việc thì phụ em chăm sóc hở con rồi thôi, còn nói chung là tài chính hay là gì em lo được hết á. Rồi, tài chính của mình thì hiện tại làm sao ạ? Thì lúc mà em bán nhà tài sản đi hết thì ba bố con em đi, thì trong túi thì còn được có 370.000 nè, em đi mướn nhà trọ em ở thì em có đi em làm bên xưởng, có mối quan hệ rồi xưởng nó thấy hoàn cảnh em vậy rồi mấy anh em giúp đỡ cho em mua được cái xe tải có mấy chục triệu à. Thì em làm được mấy tháng em trả được hết, coi như cái xe tải đó là của em. Sau này em mới cái chuối, hiện tại bây giờ chuối xuất khẩu
thì nó có giá nên mấy anh em bảo khuyên em thôi giờ trồng chuối đi. Cái em mới làm liều em bán cái xe đó đi, em đi thuê một mảnh đất. Hiện tại giờ em đang trồng là 2 hecta chuối. À, em bán đi, em vừa trồng rồi em vừa chạy thuê cho xưởng. Ừ, rồi. Nào một Nhưng mà cái ngày thu nào nhập thì mỗi tháng nó bao nhiêu em? Ừ. Ổn định không? Ừ. nó ổn định, nhưng mà nói chung là có tháng thì em cũng 10 triệu, có tháng cũng hơn 10 triệu. Ừ. Làm thì nó hơi Ok. vất vả chứ. Rồi bây giờ cái người phụ nữ này ly hôn, bây giờ bạn gái này ly hôn đang nuôi con được không? Dạ. Ừ. Mình tìm người bạn gái như thế nào? Thì em cũng muốn là người có một người bạn gái đồng biết chia sẻ với mình rồi biết chăm lo yêu thương con nít vậy, về hai vợ chồng rồi làm từ từ sẽ có. Ừ. Rồi, thôi được rồi, nếu được chọn á, thì chương trình mình sẽ liên lạc lại nè, rồi trao đổi thêm với Hiếu nha, về những cái phần khác nữa nếu cần ha. Dạ. Rồi, cảm ơn Hiếu nhiều nha. Rồi. Dạ. Cảm ơn chương Rồi trình. phần casting bạn xong rồi đó, cảm ơn bạn. Dạ, em cảm ơn chương trình. My nó có vô không? Ủa không hả? Rồi ok, để chị hỏi luôn ha. Rồi xin chào bạn nha. Đầu tiên xin mời mình giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình nha. Mình tên là họ tên là Bùi Quốc Thắng, sinh ngày 14 tháng 2 năm 1979. Rồi Hiện tại công việc mình là sống gì ở anh? Hóc Môn. Công việc Hả? anh là gì? Hả? Anh làm công việc gì ạ? Ở nhà mở tiệm rửa xe. Ừ. Rồi, ok, anh nói một chút điểm mạnh, điểm yếu của anh đi. Nói chung thì sống thì cũng như hòa đồng với bạn bè anh em, Ừ, thì ca hát tính đồ được tình không? hơi nóng tính. Gì À, nữa? nói chung Ừ. thì về gia đình thì nói chung hiện tại là sống một mình, đã ly hôn, Rồi, mấy đứa con? có 3 đứa mà mất hết 1 đứa cách đây 6 7 7 năm bị tai nạn, giờ còn một người con trai và một người con gái, mà 2 người con thì đi làm hết, Ừ, anh đi sao mà làm ly dị? là giờ coi như là sống một mình. Anh Hai đứa sao mà con ly dị anh? ở với chồng bà nội từ nhỏ, hai vợ Ừ. chồng ly hôn cho nên là con cái thì ở trong gia đình bà nội nuôi, thì bà nội nuôi bây giờ là tụi nó lớn, bà nội mới mất năm rồi thì tụi nó về nó ở với bà nội, nó kêu con ở trong nhà tổ con hương hỏa cho hương nhang cho bà nội, rồi mình thì ở riêng sống một mình. Rồi, rồi anh nói đây, cái lý do ly hôn của mình hồi trước là lý do gì ạ? Nói chung giờ nếu mà nói ly hôn thật sự là nếu mà mình nói về một phía mà nó xấu về 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 một người nữ thì cũng không nên nói, mà nhưng mà vì người nữ này là có một cái đam mê là nói chung là về cờ bạc Ừ. cho nên mình không thể nào mình chấp nhận được, và có cái tính ăn nhanh cho nên mình không thể, Ừ. mà vì mình nghĩ một người đàn ông mà đã làm cực khổ rồi mà về gặp vợ mà còn lăng nhăng cờ bạc rồi chơi trai gái thì nói chung nghe bạn bè nói nhưng mà mình không tin, nhưng mà khi mình phát hiện ra được thì mình kêu là thôi chấp chấp dứt. Rồi, ok, bây giờ anh muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Một người phụ nữ nói chung là bằng tuổi hoặc là nhỏ hơn tuổi hoặc là lớn hơn 1 2 tuổi, chứ đừng có mà nhỏ quá, nhỏ quá thì xuyên hôn rất là ngại, tại vì Ừ. con trai năm nay nói mà nếu mà con trai lớn mà còn năm nay nó tới 25 tuổi rồi, mà giờ nếu mình lấy quen mà nhỏ quá thì nó ngại lắm, mình không thể nào. Ừ. Rồi quê quán tuổi tác rồi rồi cô đó làm nghề gì, anh thích người như thế nào? Nói chung là người phụ nữ của Việt Nam mình truyền thống đi để dễ, Ừ. không cần đừng có xe xua, nói chung là cũng hiện đại cũng được không thành vấn đề, nhưng mà đừng có là nó quá luôn. Ừ. Rồi cái cô đó là bây giờ là anh là có nhà cửa rồi chưa? Anh là có nhà riêng rồi, Ừ. Có hiện nhà tại riêng luôn. là nhà riêng mới cách năm rồi,
chắc được đúng một năm đó, chắc được đúng 3 tháng nào bà già mất. Bà già bảo kêu là con mày nó hương hoài cho tao, thì mày đáng ra mình là con trai út, mình phải vô nhà tổ mình ở mình lo, mà giờ mình không phải lo đó, con nó cứ kêu ba cứ ra mồ mả ba chăm sóc hả, dễ dỗ bà nội dặn ba còn nhà cửa thì để trong này tụi con ở, còn ba cứ ở mình đi. Anh cũng cất căn nhà năm rồi, thì nói chung cuộc sống thì nhà cửa là có riêng rồi, có nhà riêng rồi chứ không có bà nội chung nữa rồi. Ba hết rồi, ba má mình lớn tuổi rồi, tại vì nay cũng mấy tuổi thì nói chung ba má chắc đâu còn nhỏ được. Nhà rất đông anh em nha. Nhà là 11 người con á, mình là con trai út. Nhưng mà được cái là bây giờ nếu vậy cô này bây giờ cổ ly dị cô nuôi con được không anh? Cổ cũng ly dị như anh vậy đó, hoàn cảnh luôn ly hôn vậy đó, có con riêng, có con thì được không? Nhưng mà người trong thành phố hay tỉnh á, anh thích ở đâu? Nói chung trong thành phố mình đi hẹn hò nó dễ, chứ còn khi muốn lần về thì ví dụ như giới thiệu một người ở tới Cà Mau, trời ơi chắc xa quá. Đúng rồi, nhưng mà ý anh là anh không ngại chuyện người ta đang nuôi con đúng không, tại mình cũng lộ đổ vỡ mà. Tại vì bây giờ ai cũng có một cái quá khứ, mình không đúng có rồi. Nên chỉ là mình rồi, khó khăn. Okay. Dạ rồi, anh ca hát gì được không anh Thắng? Sao chứ, anh có biết ca hát gì không? Nói chung nhà thì cách nhà tivi đầu đĩa máy hát cái gì cũng có đầy đủ, nhưng mà hôm nào mà có bạn bè thì dỗ tọ dỗ ông bà hay là anh em mình tới nhà chơi thì mở ca chơi và vậy thôi, chứ còn cũng không có dạy như gây hàng xóm. Mình sống cái cuộc sống là khép kín lắm. Cứ sáng công việc xong thì về nhà, công việc xong thì vậy thôi. Nhưng mà giờ mình cũng mới về cái như là mình được về hưu rồi đó. Tính là nhà là mình sửa nhà xong rồi mình xây nhà mình ở, còn canh mình tính là mình mở tiền mình làm lên lượng đó. Mà một mình nhắm mình làm không nổi nên mình không dám làm. Tại vì bây giờ kia nếu mày thích thì mày cứ mở một cái tiệm mà rửa xe lớn, hay là mày buôn mở quán ăn gì nhỏ nhỏ, mày học rồi về nấu nướng, hoặc kiếm người nào về hai người nấu nướng buôn bán. Cái mình nhà xong cái mình thấy có người, có đứa gần ở xóm nó ra nó hỏi mướn nhà, thế nó cho nó mướn lấy tiền nó sống. Rồi mình ở nhà sau, còn nhà trên cho mướn, coi như nhà hai gian á. Một căn ở trên, một căn dưới, có đường đi riêng biệt cũng mới chung hai hết. Rồi, ok anh. Rồi, chắc là được rồi đó. Nếu mà được chọn á thì chắc là mình sắp xếp mình đi được đúng không? Ví dụ đi, họ thì chương trình cho biết là có lên tivi không, ngại lên tivi quá. Trời ơi, ngại tivi là khỏi cát ông ơi. Nãy giờ ông cát tôi cát cho ông tốn thời gian, mình không lên tivi thì mình khỏi cần cát tin gì trơn á. Anh đó anh tự tìm. Còn mình lên chương trình thì chương trình mới tìm cho anh cái người để mà lên đó, anh có một cơ hội, mình phải đánh đổi chứ trời ơi. Được. Giờ anh có tham gia được không? Anh tham gia được không? Không, tụi em loại hồ sơ bỏ luôn. Chứ đó, nếu mà tham gia về khoảng thời gian bao lâu á người đẹp? Ví dụ bây giờ ngày 26 tây tháng 9 này là có cái lịch quay nè, đó, khoảng 10 ngày nữa đó, thì anh có sắp xếp đi được không? Có bạn gái phù hợp lên thì mình có cơ hội. Còn mà mình nó, muốn có bạn gái mình không xong pha sao nó, được. Sao sao? Đi quay thì đi quay ở quận 7. Quận 7 nó đường gì á? Khu chế xuất Tân Thuận. Khi nào anh đi thì trời, anh ở Sài Gòn mà anh Hóc Môn đúng không? À đúng rồi. Anh ở Hóc Môn thì nó nằm trong Sài Gòn, quận 7 là trong Sài Gòn thôi. Thì khi nào mà anh ok chốt đồ này kia xong xuôi tụi em sẽ gửi địa chỉ cho anh đi. Rồi ok. Mà bây giờ vấn đề là anh có quyết tâm để anh đi kiếm bạn gái không, hay là sợ này sợ kia thì thôi ở nhà luôn không đi. Kiếm chứ. Kiếm chứ sao dở được cái này. Mình lên nó mục đích của mình kiếm bạn gái thì mình lên mình kiếm bạn gái thôi nha. Muốn kiếm trong thời gian để nó dán chút, tại vì bà già mới mất năm rồi á nên mình chưa thể nộp cưới trong năm nay được. Thì bây giờ anh phải tìm hiểu thì năm sau năm tới nữa anh mới cưới, còn bây giờ anh không tìm hiểu lấy đâu ra đúng không? Thì trong năm nay bà già không ai kêu anh cưới sớm đâu, mấy cô gái người ta cũng sợ lắm. Người ta cũng muốn tìm hiểu chứ, anh bây giờ anh phải tìm hiểu, bây giờ đâu có kêu anh cưới liền đâu. Okay, nhưng mà bây giờ anh phải có người để anh tìm hiểu thì sang năm anh mới cưới được, ví dụ vậy đúng không? Ok. Nha, rồi chuẩn bị cho em đi, 26, 27 gì đó thì chương trình sẽ liên lạc lại hướng dẫn cho anh thêm nha, anh Thắng nha. Rồi.